Olympic Tokyo 2020 đang diễn ra sôi nổi tại Nhật Bản và nhận được sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới. Giữa những cuộc tranh tài đỉnh cao, bỗng dưng có một nữ thần bắn cung đẹp như tiên tử, gây sốt mạng xã hội suốt sáng nay, khiến người đi đường rần rần chia sẻ. Nhan sắc và thần thái của mỹ nhân này đang là chủ đề nóng hoi hỏi trên mạng xã hội. Bài đăng đã đạt đến hơn 100.000 lượt thả tim và 25.000 lượt chia sẻ. Thế nhưng nhìn kỹ hơn, fan đã nhận ra rằng đó không phải là cung thủ chuyên nghiệp nào cả, mà là nữ idol Yuyu. Trên thực tế, đây là loạt ảnh em út trai bắn cung khoe nhan sắc đỉnh cao tại đại hội thể thao thần tượng Isaac từ lâu. Nhưng tất nhiên, Yuyu gây sốt về loạt ảnh bắn cung này cũng là có lý do. Dù là tham gia thi đấu thể thao, nhưng cô vẫn xinh đẹp đến ná thở, đặc biệt là khoảnh khắc tóc tung bay khi bắn cung giống hệt tiên tử. Ở thời điểm đó, nhan sắc của em út đã gây bão mạng xã hội và thi thoảng loạt khoảnh khắc này lại hot trở lên, khiến nhân tình xôn xao bàn tán, chia sẻ rần rần. Đẳng cấp mỹ nhân từng đứng đầu top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới có khác.